không gì chính thức, tôi lại gặp con của võ sư. Tôi muốn tìm người để thay thế tôi. Tôi xin thử tài hai người con của võ sư. Sư phụ đã từng nói rằng hư chiêu luôn có tác dụng hơn sự thô thiện, nhưng ta chưa bao giờ có dịp để kiểm chứng điều này. Khi đến hồ Ba Bê, ta nhớ lại truyền thuyết mà ta đã được nghe và kể về tông tích của cái hồ này. Nhưng có một điều mà ta không biết trước là lần này ta sẽ hiểu rõ ý nghĩa của nó. Cơm con nấu tỏa ra mùi hương tinh khiết tựa như hương của hoa mộc lan vậy. Cảm ơn võ sư.